Rương đam cầm nợ sắt sao. Cál pi bê nê chê dư ông vài nam mò hai miên đam chơi thông môi miên mê trơ sông trơ sai sạc hà mà hà chôn nơi phôm chất khang kê rộp cao khá dốc kê chết ní nà khăn ông xa mai nụ kê thước tôm miên rút nhầm lạ thơ mô chê phết bờ môi srei môi đã ao ông coi lừa phan tham ô không tôm nổ kế tai tai buông xuống bon son thoái kriya bồ chỉ sống sẽ cái đấy sọc có thọ ban sọc riêng mộc kế sanh mật thả nẹt ta cha sọc miến rúc chết mùi miến ai dụ vèn mẫn đăng chia phần màn chín năm mình nuôi dương tê thật là lừa đám chơi thông nổ chia sát nhảy chờ dù tử miến sát tây mẹ mốc chấp bất đệ sân thị chia câu nẹ sọc đã là rộp an đam rồi có chết nụ lúc thông bên chùm tông làng đó là đời đã trời sàn bên thoai của cha bố chi nẹ ta cha sọc nhưng nụ có tu tha nôm chùm này tha tư sàn chú ở bộng mà đài rốt khá tê và đa còn lây khơi chết tay miên chết ăn ất ở sâu sở lành nhưng nụ hạ đô chìa trọt khả nịa bị cao nà mau hói tớp nâng ban chụp một khả nịa thamay thamay rốt khá tê và đa nụ căn tay vị ta cạ chất ăn ất niên khăn nà trong phong ban có họ tới xua bệ ẩn trong rung phân đào nhiên tập tới khơi thả nếu nụ cá lập chết môn chế bật bôn rô cà tê và đá ni bán có sang bà thân chế mùi khí mộc thả tụ bấy tư ca chết na phốp na xong ở chủ ban chế bật đây bà bôn nâng khí bông khí liệt cực cực chết lúc chá riêng riêng luôn rô cà tê và đá nụ xong lia tự bù chế tạ bò ở mùi chí vật đó khuôn bì khí tư tạ bỏ mẫu cá chia rô cà tê và đàn đi propon tới cá chia niềng tê thị đà mẫu cá chất ti con lành đá tê và đà chia đầy này mẫu pi mini sai pi chết môn dạng đi tớ bắn đá ở rô cà tê và đà chết tay sro lành ăn ở sau niềng tại mẫu pi rô cà tê và đà nô miên pi đá kết tự bù chào propon ao prui tô cà phê tân nia lu ở sang kha tới mẫn ao chụp mộc bán chia chia giót tới cá chia mà nô vinh mẫn chụp nia bre ấn xâm đai prap rô khá tê vật đà đôi rịp rộp mộng nô rô khá tê vật đà bán đơn sắp cực hào có lìa bà ân mẫu vinh kết bí chá ra nà thà ấy lời này nâng tự thoát một công lìa bà ân thịa tì riêng xóm chí giác tự cát chí mộng nô khơi thà chí ca mộng cùa prúc bà bôn tự cát thông bình cầm mộng tờ hào hói xong khá rô bò mộng nô khlây ná mẫn đôi tê vật đà tê tê vật đà cất cho cất lăng, mân thư lùng mân thư liê trong nà sao. Hát ta miên bì, đàl kê tự bố chết tạo bỏ. Mân ao khơi mục, tra ta xôn xong khá rinh khuôn. Rốt khá tê vật đà, prui khăn nà, có bà thoi bàn, bà thàn bình thà. Nà hào cho, anh tự bà bôn ở đằng thà, luôn anh chếp đây, chí cú bình tự chạp chết. Rốt khá tê vật đà, những ất miên cú bình tiết tê. Bà niên bàn đằng thà, luôn anh chếp đây niên, mốc chí lên dọc đây mùi chết ni. Cất sạch hỏi, bế lời rết rết ngặt, có ni mật luôn, thưa chí bố thlăn, chôl ta áo bật niêng. Niêng phụ nhẹ làng, bóng ra bóng ruột, bố thlăn ở dây luôn lôm sắp cực, mẫn chưa thả. Bà bà đây chế rốc khá tê vật đà, hai mặt đách, có một chí bố thlăn đôi chân hả vĩnh. Rốc khá tê vật đà chế bà đây thả, bà niêng mình chưa bóng, bóng nâng bà rốc ở niêng mơ. Rốc khá tê vật đà, có bà rốc chế tê vật đà vĩnh phìm. Niêng cơ lệch hơn, có sở lãnh bình chất chưa chạy thả. Bà đây khuôn, chia tê và đà mên, rút hợp mà nụ nà, nâng lo ở đôi phong bàn. Rút khá tê và đà, nì dì prap niêng thả. Khuôn bóng, bà mân nì mật khuôn, chia sát bạc nì tê. Mân ách mộng nơi chất niêng bàn lao. Trời nì mật rút chia sát bà đẹp đà, tướp nơi chỉ mùi niêng bàn. Nì dì chọp, nì mật khuôn chia bố thalan vinh. Bố thalan nì, kron ta nơi chỉ mùi niêng bàn nó tê. Bạn tài, mình đã rùm sống vào chiếm môi nâng niêng nụ lao. Hói hàm bà bôn thả. Công nị dây bạp mẹ ơ, bông bà ôn, nâng nẹ sọc ai đang thả. Chiếc tê và đà, hói thả tại bù thăn. Bên thường ngày, bông mà nơi chiếm môi niêng tê. Bông mẫu lên tại dục dục, xâm phá rụp chiếc tê và đà, ở khinh mà đong. Chất lưu hói, lưu mọt nị dây khả nì. Ở bông mà đà chôn tờ mơ, khinh bù thăn. Bên tươi là bình lời vệnh tê, có bà nhẹ cho lao trái. Rốt khá tê và đà, phía khuôn bắt tê. Ấp bông mặt đai, hai con sợi màu xùa, con này dễ xa xa prap tam rương bị đám đó trong.
ឪពុកទាល់ប្រាជ្ញាមិនដឹងធ្វើម្តេចក៏ដកដង្ហើមធំសួរកូនថាឥឡូវពស់ថ្លាន់ទេវតានោះទៅណាបាត់ទៅហើយកូនប្រាប់ថាពេលថ្ងៃមិនមកទេយប់ទើបមកនាងប្រាប់ឪពុកម្តាយថាទេវតាជាប្តីហាមមិនឲ្យនិយាយប្រាប់គេថាទេវតាទេឲ្យថាតែពស់ថ្លាន់ហើយលុះពេលរាត្រីស្ងាត់រកទេវតាមកដល់ប្រពន្ធនិមិត្តរូបជាទេវតាឲ្យនាងមើលតាមសេចក្តីសន្យានាងក៏អាចភ្លើងភ្លឺឡើងស្ទុះទៅឲ្យប្តីដោយសេចក្តីមេត្រីស្នេហាគ្នាឪពុកម្តាយចូលទៅលបមើលឃើញទេវតាល្អណាស់ក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងរុក្ខទេវតានោះក្រៃលែងរុក្ខទេវតាដឹងឪពុកម្តាយលបមើលផ្លាស់រូបទៅជាពស់ថ្លាន់វិញភ្លាមឃើញធំទ្រេលពេញបន្ទប់ផ្ទះទីភ្លឺរុក្ខទេវតាប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យនាំឪពុកម្តាយទៅជាកំណប់ក្នុងដំបូកមួយបានមាសប្រាក់ពេជ្រកែវកងតុកថាសចានចិញ្ចូនមកដាក់ពេញផ្ទះឡើងទៅជាអ្នកមានធំយូរទៅដឹងជ្រួតជ្រាបដល់អ្នកស្រុកអ្នកស្រុកមកមើលឈូឆរឃើញពិតជាពស់ថ្លាន់ពេនត្រេលនៅជាមួយនឹងនាងនិយាយពីបរោះប្តីប្រពន្ធមានកូនក្រមុំមួយនៅភូមិផ្សេងពីនាងមានប្តីពស់ថ្លាន់ទេវតានោះចេះតែរំភើបក្នុងចិត្តនាំប្តីប្រពន្ធសរសើរថាវាសនាអ្វីគេក៏ល្អម្លេះពីដើមជាអ្នកក្រដូចគេឯងសោះឥឡូវមានផ្ទះធំខ្វាត់ខ្វែងត្រឈឹងត្រឈៃមានគោក្របីដំរីសេះខ្ញុំកំដរប្រើក៏កឹកក៏ក្រែងល្បីឈ្មោះថាចៅសួស្តីសេដ្ឋីនេះមកពីកូនគេមានប្តីពស់ថ្លាន់ពស់ថ្លាន់ឲ្យកំណប់ព្រេងបរោះនោះតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងណាស់ចេះតែដកដង្ហើមធំចេះតែទន្ទែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រពន្ធឃើញប្តីកាត់ទុកដូច្នោះក៏និយាយប្រាប់ប្តីថាខ្ញុំឮចាស់ទុំនិយាយរៀងៗមកថាសត្វពស់ថ្លាន់មិនដូចពស់ទាំងពួងទេតែមានដំបូកធំៗនៅក្នុងព្រៃហើយច្រើនមានពស់ថ្លាន់ទៅព័ទ្ធពេននៅទីនោះគេថាពស់រាសាកំណប់ព្រេងប្តីថាបាទដូច្នោះព្រឹកស្អែកឯងដាំបាយឲ្យបងពីព្រឹកកុំឲ្យអ្នកណាដឹងបងនឹងដើរស្វែងរកពស់ថ្លាន់ព័ទ្ធដំបូកក្នុងព្រៃធំៗបើឃើញបងនឹងចាប់យកមកធ្វើប្តីឲ្យកូនយើងប្រពន្ធពេញចិត្តក៏ព្រមព្រៀងគ្នាព្រឹកឡើងដាំបាយវិច្ឆិកាសំណុំព្រមទាំងទឹកបំពង់ប្រគល់ឲ្យប្តីប្តីក៏ដើរស្វែងរកពស់ថ្លាន់បុរសនោះចូលក្នុងព្រៃធំមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានប្រទះដំបងមួយធំក្នុងព្រៃទួលមានបន្លាស្អិតនិងវល្លិ៍រវិញរវាមវាពាក់ព័ន្ធលើគ្នាបុរសចូលទៅអើតឈ្ងោកមើលឃើញពស់ថ្លាន់ពេនត្រិលលើក្បាលដំបងពស់នោះតាំងពីនៅក្នុងព្រៃដំបងនោះអស់កាលជាយូរអង្វែងណាស់មកហើយមិនដាល់ទៅកាន់ទីណាសោះទោះបីអត់ឃ្លានយ៉ាងណាក៏ស៊ូតែទ្រាំនៅក្នុងទីនោះរូបពស់នោះក៏ទៅជាស្គាំងស្គមអស់កម្លាំងស្ទើរតែកំរើកខ្លួនមិនរួចបរោះយកឈើគោះមើលក៏មិនកំរើកខ្លួនផងបរោះនោះនឹកត្រេកអរក្នុងចិត្តណាស់គិតថាពស់ថ្លាន់នេះច្បាស់ជាមានកំណប់ហើយបានជាស្លូតម្លេះក៏បោចវល់ចងទាំងភ្នែនស្រាក់ស្រួតជាប់ពស់ក៏មិនរើប៉ុន្មានព្រោះវាស្គាំងស្គមដោយអត់អាហារមកយូរហើយបរោះលើកស្ពាយទាំងភ្នែនមកដោយធ្ងន់ខ្លាំងពេកក៏ចេះតែឈប់សម្រាកតាមផ្លូវទល់ប្រលប់ទើបមកដល់ផ្ទះស្រែកហៅប្រពន្ធនិងកូនក្រមុំពីក្រៅរបងឲ្យទៅជួយទទួលប្រពន្ធនិងកូនក្រមុំក៏ចុះរត់ទៅទទួលឃើញប្តីឃើញឪពុកស្ពាយពស់ថ្លាន់ទាំងភ្នែនក៏ត្រេកអរឥតឧបមាលុះយកមកដាក់ដល់លើផ្ទះអួតប្រាប់ប្រពន្ធថាពស់នេះស្លូតណាស់ត្រូវចិត្តបងហើយបើកាន់ឯងមិនជឿទៅចាប់អង្អែលមើលចុះស្ទើរតែមិនកំរើកខ្លួនប្រានផងប្រពន្ធលូកដៃទៅពាល់មើលឃើញមិនកំរើកមែនក៏ចេះតែបបោអង្អែលសរសើរថាកូនអើយពណ៌សម្បល់អ្នកអីក៏ល្អម្លេះទេដូចជាគេទើបនឹងទីបមាសថ្មីថ្មីទុកជាហូលដែលជាងចេះចងគៀតយ៉ាងណាក៏ល្អមិនដូចអ្នកដែរពស់ថ្លាន់ដោយជាប់ចំណងផងហើយហេវកម្លាំងនិងអត់អាហារយូរថ្ងៃផងក៏ធ្វើតែភ្នែកភ្លឺភ្លឺលត់អណ្ដាតភ្លាមៗប្រហែលជាក្នុងចិត្តវាដែលក្លៀនប្រុងនឹងលេបមនុស្សប្តីតាំងបង្គាប់ប្រពន្ធនឹងកូនក្រមុំឲ្យវាមន់ស្លោដណ្ដាំបាយឲ្យឆាប់និងរៀបសែនព្រេនប្តីជីដូនជីតារៀបសំផ្គុំឲ្យកូនយកប្តីពស់ថ្លាន់ប្តីរត់ទៅទិញស្រាបានមកប្រពន្ធដាំបាយស្លោឆ្អិនដួសដាក់តុថាសហៅបងប្អូនជិតខាងមកឲ្យជួយសែនព្រេនបង្គាប់កូនក្រមុំឲ្យរៀបចំដំណេកមកគួយ
nhà sọc chất kháng đá miên bạ nhà viêng vây kê luôn mọt nâng bà rò nụ tà chút tha prơ lgrup grup khu nìa nhà khá cô rô bật thô nhà khá đá trời xa ô ô kê hai chôl tư xèn nâng bàn xì phát xa bài lúc tới chút chung khu nìa hòi cô lực bút thả lăn tư đạ lư cầm ra xâm phút xò xa chùm nô áo con con mông tư ông khôi tân tâm bú nụ con nơi xin nghiêm đói khu nìa ớt à ha mô dư thang ngay hòi bù rò bóng cóp kê áo y lực tha bài xâm lo tự đạc ớt tiên thuốc sống buông sông ruộng đằng chị đồn chi ta cho rốt ra bay đồn rồi chạp tâm nén nôm châm nay bài xâm lo khớp mốc đã cho lâu chôl khu nìa mùi chan dâu tự chạy nằm mục tè hai phụ ông răng chương xin anh áo xì bù chị đồn chi ta bì xa rụi hòi hói lực tốc tha chanh mọc rai lốt phương tốc con cơ mông nơi chì mùi phút lăn khăn ông bắn tục nếu nụ bà hà chì khlai phụ đài bắn tài nâng chanh mọc rai khlai dạ phụ mà đài bà kịp xâm đồng này áo phút lăn hòi có chê ta ọt rôm tư có mặn đăng rước trái o chì mùi nâng phụ nụ đài có mặn đăng chùm này áo phụ mà đài nôm nhiệt mất xì mòn phật xa ra ai lập vệnh kháng rai phụ nụ các mân hút nơi xì phật mất ưu ai vì nơi xin nghiệm thư hạ đôi chìa mình đang luôn. Lúc kê xì phạc rùi sang ngặt ổ, bà hà chìa bẹt ảnh đào ả trịp. Vì lìa khuôn khá xa, vì ất rất rút niêng nụ tê. Bà phô nụ vi thông, là mông lếp niêng nụ bàn tay mà đòn. Vì con tay cho con tôi vì, rung có đai niêng nụ, chọc nghĩa các bàn mà cọng. Kìa chân bà mô lập tâm khí, vì hà mọt lếp chân niêng tên bí tay mà đòn. Bí năm bồn, niêng nụ xa màn thả, bù thả lăn trong rùm bảo vệ này nâng khuôn. Bạn chỉ nên nâng nghiêm mình mọt bố đây cho mùi khả tăng bì lưng nghiêng. Mình ấy sao bác chỉ tốt chất bố bằng tay tờ hỏi. Lúc vì liếp sợt sợt đó là các bác chứng cùng nên nâng xong sai thả bố thả lắn cho bác chỉ liếp anh bật hỏi. Cất nâng kào mình rồi con tôi bố vì rất chọp đai nâng chọp nên phải nà sạch hai mà đai thả bố thả lắn vì liếp nhung hỏi mà đai lưu mọt con sạch hai con sạch sân thọp tờ vinh thả khmọt mê chồng cốt, đây bật lại lên phóng, bán tại bờ bờ lờ. Ước bốc sơ văn sơ ra đầy sân lọc, hìa tận mọt cổ khắc. Lúc bố lếp đo chân kè, nếu nó sẽ hăng mà đài thả. Mai mai, chui con phong, bố lếp đo chân kè hao gì. Mà đài, rất tay chết bằng cháu bị cây, mốc sơ đây bằng tốt thả. Con ấy có chồng rai mình chạy khắc mạc kì ấy. Mình trở lòng nâng nẹ sọc, tích anh cho từ vì các bác nông đầm nấy bách ở lấy. Nếu nì, chết tay sợi thả, mai ơi, chui con phong, bố liếp đo trong đằng ham hao gì. Bằng tạch sợi thả, liếp đo hao gì. Mà đài lư con sợi nhơ nhơi bếch mình chạy tầng mọt to phong, cất ta bị sầm ngắm đây. Lù liếp đo bó bó mọt, có sợi lia ở phong mà đài thả. Bà ơ mai mình chui con tế, con sông lia sạp hao gì. Mà đài, sạp tư, lư mọt con ngon ngon, con ông mọt bố thần, đá lư liếp cơ bó bó mọt hao nốt. Lù, bắt lư mọt con, mà đài xong say. Có ách lương chôn từ mờ, bạt cầu khơi tay bố thông cầm pinh, tăng bị cao mơ rồi hốt, đó là chất bẹ con đào luôn. Nhưng mà đây nụ, có sai tui ngọng, bà ơi chào lào, đó nẹ sọc nẹ phốm, phía chất khang tiếng bẹ con đào ạ triệt. Ở bục nhẹ lăng, hai nẹ sọc mơ chùi, chôm chôm chạp bố thăng, tẹ chôn co dân thăng, dấu cầm bất bìa, vẹ dấu con bàn mơ, sân lọc xôn chăng đô chỉ sạp. Tại luôn nửa cái đầy, bà lạ sắp tay rồi mở lập bên tên luôn tên cơ bà, nâng đại trường cho áp cơ khóa. Nóm khả nịa đón tất một liền, liền mình trẻ, đám tên tất cả đầy một liền, có mình trẻ. Lúc kia sau tất cả đầy ôn ôn, liền áo môi sở bọ, nên có nâng luôn lăng vinh. Mớ khơi bông bà ôn miên mình, mốc chụp chung khả nịa tiếp ra. Mớ mực luôn ấy, sắp tay rồi mở lập cho áp cơ khóa. Nước tổ chất khả mạc kê nà, kéo lăng còn trạng bàn bất tất mùi. Lớ cơ bà, đá tư mọt cầm phong. Đoàn tật ngút liêng tôi mà đạch có một chiếc rộng ở phố nụ kết thả. Ào khuôn anh ơi, mà lại tới hai nâng nơi chiếc mà nụ có khắc mắc kì. Bà sẽ lập tới vinh pro xa chiêng. Có dấu bất tờ, tờ tù các bà đã tới trong một chiếc răng ăn lông chơi. Nấc bóng nông chất thả. Anh nâng lốt tất xâm lạp khuôn anh trao. Kết đôi chân hai, có lốt trông tử. Khai khuôn tới các chiếc sọt nhì phí liêm. Một nông tật hai chạp trầy xì pro người. Ở phụng mặt đài, rót tam từ mưa con, ai mốt công phong thức rốt công khơi. Có nôm khi nha dùng sao alo alay, riệp rộp rương xanh xanh nơi mọt thật.
lúc trở lại một tế vinh, bộ bùa bắt đầy bắt bốn ô phú thalan dâu từ cháu khăn ông bây thông mùi. Đói xe màn thà, phú thalan vì xa lạp, bố vẻ bố rồi dạ chế bí từ hai. Tại thông mà đà, phú thalan, tại miên bố mặt rù, còn tại vẻ bố bố nó, mân xa lạp tê. Lúc, tại khắp đạt chế bí chế bây cầm nát thức xa lạp. Dù dù tư, phú thalan xa chi, rù lăng vinh hào, tăng chất lên xì mà nô, nâng sạch na đai khá miên rùm khá miên mà mì. Cá đai phú thalan, lên xì mà nô, nâng sạch khá miên rùm, có chóp tâm niêm bị tâm nô, mộc rò hốt đo lại lại nì. Ai sạch sao, có khát miên, bị tâm niêng bà phôn phú thalan, rò hốt mất đo sọp thằng ngày nì. Các bà lập sao, có trông ngào, đối chìa rò biếp tự tù lập tờ. Sẽ rây ra à vẹ dơ vẹ, rò bọp sao, mình khó khăn nì, bị mà nô phần màn tì. Đối chìa đó, đối chìa bà đạp kê khám à, nâng sẽ rây ra à vẹ dơ vẹ ai tít khá, dâng tại đội mà nô tiếng ọ, khám miên tại đai chương bà nọ tì.